Xin chào tất cả anh em, chúc mừng gặp lại anh em. Anh em đang xem video trên channel là VTF Phi Khô. Thì trong video lần này mình xin chia sẻ với em những môn phái cày tiền trong tựa game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile, để anh em có thể chơi và có thể kiếm được tiền cho mình. Ở đây là mình nói về vấn đề cày tiền vạn và cày tiền Việt Nam đồng tại sự tự game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 nha anh em. Thì lời đầu tiên, trước khi mình bước vào video này, mình xin cảm ơn một người bạn ở Úc vừa mới donate cho mình 500k. Bạn này giấu tên nha anh em. Rất cảm ơn bạn ấy, chúc bạn ấy luôn luôn bạn ấy và gia đình luôn luôn mạnh khỏe trong cuộc sống và luôn luôn đạt hái được nhiều thành công nha. Và mình xin gửi lời cảm ơn tất cả những anh em đã ủng hộ mình trong thời gian qua, cũng như những anh em đã donate mình trong những thời gian qua nhé anh em. Rồi, trong video đoạn này mình xin chia sẻ với em những môn phái được người chơi sử dụng để cày tiền, cày tiền vàng nhé anh em. Đầu tiên chúng ta thấy thì anh em có thể thấy đây là một ạc ngũ độc. Ngũ độc này mới gọi là 3x thôi anh em ạ, 3x thôi. Anh ấy đang đi chạy nhím, anh ấy dùng kêu sâu vô hình để chạy nhím. Tại sao chạy nhím, để làm gì? Thứ nhất là vừa để kiếm tiền vàng, nếu mà tùy server nha anh em. Đó, anh em thấy tiền vàng mới rớt ra đó anh em. Ở tùy server thì sâu hình này có tác dụng hay không. Nhưng anh em đang xem tại server võ công truyền kỳ .net, server Hành Sơn, thì đam của sâu vô hình vẫn có độc nha em. Có các server để phích đam của sâu vô hình thì anh em không thể chạy rác được, thì chạy nhím được, nên là anh em tùy server nha. Tùy server mà anh em có thể sâu vô hình có đam hay không. Nếu có đam thì anh em chạy nhím được. Chạy nhím để làm gì? Thứ nhất là nhặt tiền vàng rớt ra. Nếu mà trung bình, nếu mà các server ngon ngon cũng ngày cũng được mấy chục vạn anh em, tùy server nha anh em. Cái này mình không nói về server nào khác, tùy server. Cái thứ hai là chạy để kiếm đồ hút hit, đồ hút hit nha, vũ khí hút hit anh em. Là xui xui ra hút nội lực làm phôi để ép đồ ở server này cũng có giá lắm anh em ạ. Mặc dù là phi đao phi tiêu hay là cấp 1 nhưng làm phôi, khi ra hút nội lực 1, hút sinh lực 1 cũng làm phôi để ép đồ tím. Tại server này server đồ tím anh em. Đó là vấn đề cái đồ ngon. Cái chính của thằng nhũ độc chạy cái này, thứ nhất là chạy kiếm đồ giả tạo anh em. Nhẫn dây chuyền ngọc bội anh em, kiếm nhẫn dây chuyền ngọc bội. Đó, kiếm nhẫn dây chuyền ngọc bội để mà bán đồ giả tạo anh em. Tại vì nhiệm vụ giả tạo là hay có mấy đó. Nếu một ngày anh em chạy cũng kiếm được quá trời nhẫn, nhẫn bán 2-3 vàng là anh em thấy bao nhiêu tiền rồi. Đó, như vậy thì con ngũ độc là một môn phái đầu tiên mình chia sẻ với anh em. Tại sao mình nói với con phái ngũ độc? Thứ nhất, ngũ độc là mình chỉ cài đến cấp 30 thôi là mình có thể treo được rồi, không cần phải đầu tư cái gì hết, không phải đầu tư bí kíp, không phải đầu tư cấp độ. Chỉ cần cấp 30 là ngũ độc có thể kiếm ra tiền đây nè. Có thể kiếm được đồ giả tẩu, mà nếu mà event cho rớt ở map 1x thì ngũ độc chạy nhím giết đồ event rất là ngon. Giống hồi xưa Vinagame anh em. Hồi xưa Vinagame thì nó cho đồ event rớt ở 1x, nên là ngũ độc sẽ chạy khắp map kiếm đồ event rất là ngon. Hiện tại các server lậu bây giờ thì đa số nó không cho ở map 1x nữa, tại vì biết chắc là những chú năm độc này sẽ hoạt động nhiệt tình nên là không cho nữa. Đó, môn phái đầu tiên mình đã chia sẻ với anh em là môn phái ngũ độc, cày tiền rất là ngon, mặc dù đầu tư là không tốn bao nhiêu hết, chỉ cày lên cấp 30 và treo thôi. Nhưng cái bất cập của này sẽ không ngon bằng các phái khác, phái sau đây tiếp theo nha anh em. Nó có những cái lợi và cái hại, cái lợi và cái không ngon. Thứ nhất, cái lợi thì là mình đã chia sẻ rồi, cày cấp nhanh, cày tiền 3x đã bắt đầu cày tiền, kiếm được tiền cho mình rồi. Nhưng còn lên, nhưng mà về cái nguồn thu nhập thì nó cũng không gia tăng, nó cứ đều vậy thôi, nó không có đột biến. Rồi mình bắt đầu mình vào ạc thứ hai nha anh em. Mình tạm ngưng mình ao cái ạc này cái anh em ạ, tại vì mình lót vào ạc bên này để mình lót vào ạc thứ hai. Đây là ạc thứ hai mình nói, thế là anh em là Thiên Nguyên Trì này, đây là lỡ rồi.
Lỡ lock thương mình truy rồi, để mình lock lại ạc khác anh em ạ. Đợi anh em, đợi mình lên mình ao cái này ra. Bị lỗi game thì không có tuôn được anh em ạ. Môn phái mình nói với anh em là môn phái Thiên Nhẫn Vân Long Kích anh em ạ. Thiên Nhẫn Vân Long Kích này mình mở kêu lên. Đây là mình mượn tạm cái ạc ở server Tép Cửu Long Thập Đại Phái.com anh em. Đây là server Tép nên là mình mượn tạm ạc để mình làm video cho anh em. Đây, chuẩn của nó là Vân Long Kích ở các server là Vinagame hồi xưa là hút sinh lực 16, hút nội lực 16, cấp 120 là 20 kill nha anh em. Nếu lên 11 kill là hút 10, hút 11 rồi là đủ hút rồi anh em. 10 kill là đủ hút rồi. 11 kill là đủ hút rồi, lên 20 là mắc binh luôn rồi. Hút nội lực, hút sinh lực 16. Thì anh em thấy thì đánh không tốn một giọt mana vào giọt máu. Thì đó là một môn phái cày tiền rất là bá đạo. Nên nhiều server rất ghét con Thiên Nhẫn với Long Kích này. Tại vì nó chỉ cần chẳng cần cái gì anh em, chỉ cần luyện kill lên. Luyện kill lên 20 và dùng cái kích nào cũng được. Kích tốc độ 30 đồ xanh. Chỉ cần kích tốc độ 30 thôi, không hút hết gì hết. Không hút hết gì hết và có thể chen map 9x càng cấp cao càng ngon. Anh em có thể thấy không? Đây là cấp 160 nha, nếu mà cấp 90 là anh em có thể lên đây anh em cắm rồi. Chọt tới đâu luôn anh em ạ. Không tốn máu, không tốn mana. Anh em có thể thấy là môn phái cải tiền rất là bài đạo. Chỉ cần kill 9x thôi. Đồ không cần sắm gì, chỉ cần đồ sinh lực và nội lực thôi anh em. Và một cái kích, cái kích xanh. Một cái kích xanh thôi. Chỉ cần một cái kích xanh thôi. Kích xanh tốc độ 30 thôi, còn không cần dòng gì hết nha anh em. Không cần một dòng gì hết, chỉ cần kích 30 là anh em có thể ném map 9x cải tiền rồi. Thì như anh em đã biết thì so với ngũ độc thì môn phái này phải đầu tư lên cấp có kill và kiếm cây kích xanh nào cũng được, nếu tốc độ 30 là càng ngon. Còn bình thường là anh em cứ mang cái kích xanh thôi. Mang cái kích xanh là được anh em ạ. Mang mỗi kích xanh là anh em có thể cắm map là chen thôi. Thì lợi thế của này anh em đều biết rồi, thì nó chen ở mốc cao, rớt đồ cấp cao, bán đồ nhiều tiền, rồi rớt cả tiền vàng đồ giả tẩu thì đồ event các kiểu. Nói chung là cày tiền mình Thiên Nhẫn Vân Long Kích thật là rất là bá đạo. Rất quá đạo anh em. Em có thể thấy thì cắm map 9x đó, rớt đồ này về bán được cả mấy nghìn lượng, có thể ngày kiếm cả trăm vạn được, tùy server anh em. Tùy server. Mình xin nói thêm là tùy server mà cái kill này có hút nội lực hay không, anh em phải test trước nha anh em. Mình nói chung chung ở tất cả các server game Võ Lâm 1 từ trước đến nay thì admin nếu fix kẻ tiền, đa số người ta fix cái kill này không cho hút, hoặc là không tặng bí kíp cái này, không tặng bí kíp Vân Long Kích để cho anh em hạn chế kẻ tiền. Đó. À quên. Rồi anh em, tất cả mình chia kill rồi. Chia kill rồi mình để đây. Đó, nó tùy server mà nó sẽ có kill hút nội lực hay hút sinh lực không hay không nhé anh em. Đó, nên anh em lưu ý ở các server anh em chơi, anh em phải test trước nó có hút hay không. Nếu có hút thì anh em chơi, còn không hút thì anh em không phải cày tiền được nhé anh em. Đó, anh em lưu ý nha anh em. Đó. Đó, điều đang nói cái môn phái thứ hai thì mình giới thiệu với anh em là môn phái Thiên Nhẫn cày tiền. Dù nó một Thiên Nhẫn thiên ngoại thì nó là môn phái đi đánh hội đồng rất là kinh khủng. Quay vào đó thì Thiên Vẫn Vân Long Kích thực sự là một môn phái cày tiền rất là bá đạo. Và nhiều admin phải xóa bỏ nó đi khỏi hệ thống các môn phái anh em. Rồi tiếp đến mình sẽ chia sẻ với anh em một môn phái mà chẳng cần đầu tư gì hết. Để mình áo ạc này anh em. Anh em đợi mình ao ạc này, rồi mình vô ạc này anh em.
có lẽ cái môn phái mình thứ ba mình giới thiệu với anh em thì là một môn phái đây mình ao ạc này ra anh em. Đây, môn phái thứ ba mình giới thiệu với em là môn phái Thiếu Lâm. Tại sao Thiếu Lâm không để mình lót vào ạc để mình nói xong mình để sẽ dẫn chứng cho anh em sao là Thiếu Lâm cài tiền như thế nào. Đây, anh em có thể thấy chiêu Hàng Long Bất Vũ không, tốn có 2 mana thôi nhé, mình để giữa cho anh em thấy, tốn có 2 mana thôi anh em. Đây, chuẩn của nó là 2 mana. Đó là anh em có thể treo map 8x, 9x, 8x là cài tiền được rồi. Tại vì chiêu chứng phái của Thiếu Lâm nó có bằng sáng rất là cao. Để mình ao ạc, mình để lót ạc kêu cho anh em xem. Vì cái máy mình không thể lót nào hai server được, nên thông cảm. Đây, mình sẽ lót qua cho anh em xem. Mình chạy bị động anh em. Thôn trang thạch cổ. Để mình chạy qua biển kinh đi nè. Mình chạy vào cái thôn này nè. Phục lưu động. Em đợi tí mình chạy vào cái thôn này phi thiên. Để mình sẽ chia sẻ với em cái môn phái Thiếu Lâm vì sao mà lại đi cài tiền VIP như vậy, là đứng hàng thứ ba trong cái video giới thiệu này. Thực sự thì theo mình thì anh em cứ cày tiền bằng Thiếu Lâm Ngũ Độc là ngon này, còn Thiên Nhẫn Vân Long Kích thì anh em phải đầu tư nó hơi nặng, còn Thiếu Lâm là anh em tới 7x là anh em cày tiền được rồi. Giống Ngũ Độc 3x thì Thiếu Lâm khoảng 8x, anh em 7-8x là anh em ném cày tiền được rồi. Ví dụ 7-8x thì anh em ném cày tiền mắc 3x. Đây anh em có thể thấy Thiếu Lâm đánh Hà Long, tại sao kẹp Ngami. Anh em có thể thấy Thiếu Lâm chẳng mặc gì hết. Tại server này là anh em chẳng mặc đồ gì hết mà anh ấy đánh quay hả. Anh em lưu ý tại server mình đang quay video là server võ công truyền kỳ.net. Hàng Long Bắc Vũ nó tới 10 mana là nên là mấy cao thủ này dẫn thêm một Ngami. Chứ bình thường ở các server khác thì nó chỉ tốn 2 mana thôi. 2 mana thì chẳng thèm dẫn Ngami làm gì anh em ạ. Và anh em mới thấy thì chỉ cần Thiếu Lâm thôi và cần một con Ngami trong một map. Trong một map thôi anh em ạ. Ngami nó sẽ chạy vào một vòng. Vòng thôi, ví dụ như map này nó sẽ cần chạy Ngami vòng này, còn Thiếu Lâm cứ đánh. Ngami đi qua bút vài giây là đầy máu rồi, đầy mana rồi. Đó, như vậy cũng thế anh em có thể thấy toàn Thiếu Lâm cày tiền đó. Thiếu Lâm thì chẳng cần mặc gì, chỉ cần che lên cấp 7-8x là anh em có thể cày tiền rồi. Ví dụ 8x thì anh em có thể cày map 8x. Nếu mà 7x thì anh em cày map 5x, 6x. Cái map 5x để làm cái gì? Map 5x thì tại đây mình không có thần hành phù anh em. Mình không có thần hành phù nên là mình không đi tới map 5x được. Map 5x là anh em cày lệnh bài đồ giả tẩu, còn nếu map 5x thì anh em cần cày đồ giả tẩu, cày tiền vàng, cày đồ VIP. Đó. Như vậy anh em thấy mình chia sẻ về cái môn phái Thiếu Lâm anh em. Rất dễ cày tiền. Chúng rất dễ cày tiền anh em ạ, chỉ cần che lên 7-8x là anh em có ném cày tiền được rồi. Đó. Đó, Thiên Nhẫn anh em thấy Thiên Nhẫn không? Đây là Thiên Nhẫn đánh 2 kill với anh em. Đó, anh em thấy Thiên Nhẫn không? Đánh chiều 6x luân chuyển. Đó, thấy toàn Thiếu Lâm không anh em? Ủa, anh em thấy không? Đây. Em có thể thấy cái tiền ghê không anh em. Võ Đang cũng là môn phái tí mình giới thiệu nha anh em. Như vậy môn phái Thiếu Lâm mình đã giới thiệu qua rồi. Tiếp đến cái môn phái thứ tư là môn phái Thiên Vương Ba lúc nãy mình nói anh em ạ. Đây, môn phái Thiên Vương Bang lúc nãy mình có nói với anh em. Thực sự là môn phái Thiên Vương Bang thì đánh Thiên Vương Bang đao hay chùy đều cày tiền được hết nha. Nhưng môn phái Thiên Vương Bang thì anh em lưu ý là phải sắm đồ hút sinh lực. Ví dụ anh em có thấy cái chùy hút sinh lực thì nó khó khăn trong vấn đề là kiếm đồ hút sinh lực thì mới cày tiền được.
tại vì nó đánh chỉ tốn bằng sinh lực anh em ạ, nên là chỉ cần mang cái vũ khí hút sinh lực là anh em có thể cày được. Anh em lưu ý là đối với môn phái Thiên Vương 3 là anh em phải kiếm đồ hút sinh lực. Còn thiên nhẫn và lông kích thì anh em không cần kiếm cái gì, chỉ cần kiếm cái kích cấp 10 là được, lực tay cao là được. Còn đối với Thiên Vương 3 là anh em có thể về kiếm được cái chì hút sinh lực, cái đao hút sinh lực hoặc cái thương hút sinh lực. Nó rất khó cho vấn đề anh em kiếm đồ để cày tiền với lại đầu tư. Nhưng nói chung Thiên Vương thì cày cũng rất là ngon anh em ạ. Đam rất là to. Anh có thể thấy đánh bốt mà. Anh có thể thấy. Hụt mà đồ mắc óc luôn. Server này server test anh em ạ. Giấc đồ là toàn mắc óc không? Ái thật anh em ạ. Giấc đồ toàn mắc óc không? Đó, anh em lưu ý là môn phái Thiên Vương 3 là anh em cày tiền được. Phải đồ hút sinh lực mới cày được, không thì anh em phải kẹp con Ngami theo. Kẹp con Ngami theo để bút máu thôi. Đó, anh em lưu ý là phải kẹp Ngami theo bút máu, nếu không anh em không có vũ khí hút sinh lực thì anh em phải kẹp thêm Ngami để cày tiền. Thì Văn Trì thực sự là môn phái cày tiền rất là ngon anh em ạ. Cũng ngon lắm tại vì đam rất là to. Đó, anh em đam đánh rất đam ghê hơn Vân Long Kích anh em ạ. Nhưng thật sự muốn đam to thì anh em phải kiếm được vũ khí cấp 10 hút sinh lực. Cũng là một vấn đề đầu tư rất là ghê anh em ạ. Đó là môn phái thứ tư mình muốn chia sẻ với em. Với anh em là môn phái Thiên Vương 3. Rồi tiếp đến cái môn phái thứ 5. Thứ 5 đó là môn phái Võ Đan. Tại sao Võ Đan là được sánh, được xếp hàng vào môn phái cày tiền anh em ạ? À? Mà tại sao không phải là môn phái đi đánh nhau? Phái cày tiền đó là môn phái Võ Đan kiếm nha anh em. Còn Võ Đan quyền thì nó là môn phái đi tốn kim rất là bá đạo rồi. Anh em có thể thấy mình đánh thì không tốn máu, không tốn mana. Tại vì sao? Em có thể thấy cái chiêu thức của nó. Chiêu thức của nó đây là có hút nội lực 5 nha anh em. Có hút nội lực 5 nên nó sẽ tốn không mà tốn không tốn mana đó. Còn suy ra anh em phải kiếm được cái kích hút sinh lực anh em ạ, kiếm được cái hút cốt kích hút sinh lực. Ở đây là mình đồ server bản test nên là nó sẽ mắc ngọt. Nói chung anh em phải kiếm cái kích hút sinh lực thì anh em mới treo cày tiền được, treo cái đánh không tốn máu mana thì anh em mới cày tiền được đó. Anh em có thể thấy mình đánh nãy giờ không tốn gì anh em. Ở đây có con bot đâu rồi, con bối con Thiên Vương 3 đánh rồi anh em ạ. Anh em có thể thấy không, chính xác 11k anh em ạ. Anh đam ghê không? Anh em có thể thấy Võ đang kiếm thật sự là một mạnh về solo nhưng nó cũng là mạnh về cày tiền nha anh em. Thiên Vương nhưng kiếm hợp nhất. Nhưng kiếm hợp nhất. Đây. Mặc dù nó là một phái chuyên về solo 1-1 nhưng nó vừa là cày tiền vừa solo rất là đỉnh nha anh em. Nên là mình xin giới thiệu với anh em. Còn một cái môn phái nữa, các môn phái khác đều vẫn có thể cày tiền được nhưng cày tiền một mình thì có những môn phái như vậy. Còn thiếu một môn phái nữa nè. Ồ, bốc xanh. Để tí mình chia sẻ thêm còn một môn phái nữa, chắc mình phải tạo ạc thêm anh em. Còn một môn phái nữa mình nói đến là môn phái Côn Lôn. Tại sao có thể cày tiền được thì để mình đánh xong con bốc này mình ao ạc rồi mình tạo con Côn Lôn như nè. Mình chia sẻ với em tại sao mình môn phái Côn Lôn được sánh vào môn phái cày tiền nữa. Thì anh em đợi sau khi đánh khiên bút xanh này xong thì mình sẽ chia sẻ với anh em. Không biết anh em có đồng ý những quan điểm trên của mình không nha. Nếu anh em đồng ý thì anh em có thể cho mình một lượt bình luận nha anh em. Anh em có thể đây đánh bút mà không tốn gì hết, anh em hiểu rồi. Phục hồi 40 vãi đồ bắt óc không? Cần mình kiếm vàng vô cho máu nè.
bán trộm đi miếng vàng trọt ghê luôn nè, trọt kín hồ luôn. Rồi mình ao ạc, mình tạo một cái con côn lôn để mình nói chuyện cho anh em biết tại sao lại chọn côn lôn nhé nè. Đây là server test nha nè, server test Cửu Long thập đại phái .com nha nè. Hệ thổ côn lôn hộ pháp rồi. À, là đang bên côn lôn nằm đâu anh em ạ? Đây côn lôn hộ pháp đây. Cái đao anh em ạ. Từ khi ta xa em tuy rơi trên trường bạch lẻ loi cô đơn độc hành, biển kinh nơi hoang vu ta tơi đau đào hoa làm cho lệ hùng anh phải rơi. Để mình lấy kiếm cái đao hút nội lực anh em, phải có cái đao hút nội lực thì anh em mới có thể cày tiền được. Nói chung nhạc này thì không phải là muốn phái cày tiền tốt, tại vì anh em phải đầu tư một cái đao hút nội lực thì giá trị nó rất là nặng, không thể nào mà anh em có thể đầu tư một cái món hút nội lực mà để cày tiền được anh em. Thì nhưng nói chung thì trong video này cũng để chia sẻ với anh em thôi, chia sẻ với anh em để hiểu được thì tùy server, ví dụ server anh em có đồ hút nội lực nhiều thì anh em có thể cày tiền. Chủng môn phái này thì chia sẻ thêm cho anh em thôi. Anh kiếm cái đao hút nội lực mà chưa ra anh em ạ. Anh em đợi mình tí mình kiếm cái đao hút nội lực. Anh thông cảm, mình chưa chuẩn bị sẵn, tự nhiên làm cái môn phái võ đang cái nhớ ra môn phái này nên làm luôn cho anh em luôn. Thì khó nhỉ. Bây giờ chưa ra cái hút mới ra hút sinh lực à. Bên nó có cái này. Video hơi dài mong anh em thông cảm nhé nè. À, không dài hút nổi lực cái trời. À, không dài hút nổi lực vì ghê chứ. Đại chiến thơ thành đại lý hay tương dương lửa tràn loan thành đô, người ơi giờ này em ở đâu, từ phong lăng ta tìm được người thiên phú đã gặp nàng xứng lòng câu vội phi về gian tơn chưa ra luôn. Nàng vẫn ở nơi hẹn thề cùng nguyên lão vẫn nguyện cầu cầu cho đôi quyên ương tìm thấy nhau đầu đắng không. Thôi chắc là mình nói sơ sơ thôi anh em ạ. Mình nói sơ sơ thôi anh em chứ mất công tìm anh em đợi lâu. Thứ nhất tại sao về đây nó có kiêu này anh em ạ. Kiêu này nội lực hộ thân. Tại sao võ đang có thể cày tiền được anh em có thể thấy. Mình tăng mắc cái kiêu này là nội lực hộ thân 550 điểm. Mình đứng giữa đám quái luôn nha anh em, cho đánh luôn. Anh em có thể thấy không có tốn giọt máu nào nha anh em. Anh em có thể thấy bình thường nó tốn có một giọt máu anh em, để không tốn nha anh em. Trừ khi hệ mộc nha, hệ mộc đánh là tốn. Tăng ít sinh khí rồi anh em, không tí nó chết. Hệ mộc đánh là tốn nha anh em, để mình kiếm một hệ mộc cho anh em đánh. Nó chỉ một cái là hệ mộc đánh tốn thôi. Đây còn hệ mộc đây anh em. Anh em thấy rút máu này anh em, con hệ mộc đánh này sẽ tốn máu, còn bình thường mấy con kia đánh chỉ tốn một giọt máu thôi. Nên vì sao mà cô luôn được mình đưa ra trong video này là cải tiền. Anh em cầm cái đao hút nội lực nha anh em, cầm cái đao hút nội lực thì nó sẽ đánh không tốn mana, hút nội lực cho là không tốn mana, chứ anh em không cầm đao hút nội lực thì đánh sẽ tốn mana.
Còn máu thì anh em có thể mua đồ phục hồi sinh lực, anh em đeo vào rồi thì nó không tốn bao nhiêu hết. Đó, anh em thấy nãy này giờ có tốn đâu, tốn rất ít. Anh em mang cái áo phục hồi sinh lực 3-4 điểm là anh em có thể treo cờ tiền được rồi đấy em. Đó, anh em có thể thấy mình đứng đây nếu không có hệ mộc thì đố đánh mà chết được. Từ khi có hệ mộc nha, anh em lưu ý là cài tiền ở map nào hệ mộc không là không cài được nha. Đó, anh em có thể mang cái phục hồi sinh lực 3-4 điểm vô là ngon rồi, là có thể châu như là con bò rồi anh em, châu vân bò luôn rồi. Đó, anh em có thể thấy thì đó, đây là môn phái tiếp theo mình giới thiệu với anh em là như thế, như môn phái cuồng luôn có thể treo cài tiền được nha, còn áp dụng được hay không thì anh em tùy server nha. Nói chung là môn phái này khó được anh em áp dụng để cài tiền em, tại vì cái đao hướng nội lực không phải dễ kiếm, không phải là dễ kiếm. Ở các server đồ xanh thì nó khan tính ra hàng triệu đồng mua cài tiền để hút phí, nó chỉ mua cho ạc chiến thôi nè, ạc chiến thôi. Còn tất cả các phái khác, nếu mà ví dụ Nga Mi cái bang thì tất cả các phái đó không thể nào mà solo một và một để cày tiền được nha em. Anh em lưu ý ví dụ như Nga Mi kiếm mang kiếm hút nội lực cày tiền cũng khó lắm em ạ, không ai dùng. Nói chung là những môn phái này được dùng nhiều nhất để cày tiền chủ yếu là Ngũ Độc, Nga Thiếu Lâm, Thiên Nhận, Võ Đan, Thiên Vương Bang. Đó là những môn phái mà được dùng để cày tiền ngon nhất trong tựa game này. Mặc dù video dài 30 phút nhưng thì mình cũng chia sẻ tận tình tất cả những môn phái nào mà có thể cày tiền tốt ở trong tựa game này. Nếu anh em thấy hay, đồng ý với quan điểm ở trên thì anh em có thể tham gia bình luận bên dưới nha em. Thôi, video đến đây mình xin tạm ngừng video tại đây nhé em. Chúc anh em có thể lựa chọn được môn phái yêu thích của mình để đi cày tiền, kiếm được tiền nuôi sống gia đình nhé em. Thực sự là trong tựa game này có rất nhiều cao thủ cày tiền mà tháng kiếm được hàng chục triệu đồng nhé em. Nên giờ mình cố gắng mình chia sẻ cho toàn thể anh em có thể có một công việc sống nhờ về game anh em ạ. Nha anh em. Một lần nữa thì mình xin cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ kênh mình trong thời gian vừa qua. Mong rằng trong thời gian tới thì anh em tiếp tục ủng hộ của mình nha anh em. Nếu anh em thấy hay thì tặng cho mình một like, một lượt bình luận video nha anh em. Rồi cảm ơn tất cả anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Anh em đừng quên để lại một lượt đăng ký kênh nha anh em. Tất cả anh em vui vẻ nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở một video khác. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye anh em.